một căn nhà tại khu đô thị Hà Quang 1 của Phước Hải, thành phố Nha Trang. Vân đang đứng tại đường số 9 của khu đô thị Hà Quang 1 nha mọi người. Và trục đường này sẽ là trục đường rộng 12m. Và phía trước mặt Vân sẽ là mọi người có thể thấy đây là một lô đất trống. Thì lô đất này sẽ là dự án trung tâm thương mại nha mọi người. Và đối diện cái lô đất thì ngày hôm nay thì Vân sẽ gửi đến mọi người một căn nhà mà gia chủ cần trao duyên. Và hôm nay thì Vân mời mọi người hãy theo chân Vân vào cái ngôi nhà. Thì từ vị trí của Vân nếu tới cái điểm giao cái ngã ba trên kia giao nhau ở trục đường Anh Đức, còn gọi là trục đường số 29, thì tầm hơn 30m. Và từ vị trí ngôi nhà này thì có thể là đây là một trục đường thông nha mọi người, có thể di chuyển ra trục đường số 4, còn gọi là trục đường Thích Quảng Đức, thì tầm hơn 100m thôi. Thì đây, mọi người hãy theo chân Vân. Cái ngôi nhà là ở đây thì Vân sẽ giới thiệu đến mọi người với tổng diện tích sẽ là 80m² ngang 5. Và ở đây, đặc biệt ở đây là một căn nhà có lô góc, bên hông này sẽ có một đường bê tông 4m. Nhưng mà hiện tại thì không ít ai đi thì nên chú đã trồng một ít cây cối cũng như là để những cái cây cảnh. Thật ra đây là một cái con đường bên hông 4m là trên sổ đã có nghe mọi người. Và khu vực này gọi là thuộc dự án khu đô thị Lê Hồng Phong 1 tại thành phố Nha Trang. Thì khu vực có sổ nha mọi người. Bây giờ thì Vân sẽ giới thiệu cái căn nhà ở bên đây. Thì gia chủ đã xây là kết cấu theo quy cách của chủ đầu tư Hà Quang, đó là một trệt, hai tầng và một tum. Thì hướng của ngôi nhà này là hướng nam, hơi là đông một xíu nha mọi người, với giá là 6,4 tỷ còn thương lượng. Và Vân sẽ quay camera show vào trong cái ngôi nhà này để giới thiệu chi tiết, để giúp mọi người có một cái cách nhìn tổng quan hơn về ngôi nhà ngày hôm nay nhé. Đây là đường số 9 thuộc khu đô thị Hà Quang 1 nha mọi người. Thì đây là cái ngã ba sẽ giao nhau với lại đường số 29, còn lại là đường Anh Đức. Thì di chuyển hơn 500m thì mình sẽ ra được cái vòng xoay của khu vực Thích Quảng Đức. Và di chuyển phía khu vực Bồng Binh nha mọi người. Nếu mà mình di chuyển lên thì tầm cũng hơn 500m thì sẽ ra đường Tố Hữu. Và di chuyển hướng ngược lại sẽ xuống khu vực Phú Long. Thì và ở khu vực này thì đợt trước thì Vân có review hai căn nằm trên trục đường số 29 này. Thì bây giờ Vân sẽ giới thiệu với mọi người một căn nhà trên trục đường số 9. Thì căn nhà này thì cô chú già lớn tuổi rồi, nhưng mà nên là muốn đổi căn ở tầng trệt nó thấp hơn đó, để cho cô chú có thể dễ dàng bằng chuyện hơn. Tại vì ngôi nhà này thiết kế không có phòng ngủ chiêu quý nha mọi người. Đây thì mọi người có thể thấy thì đối diện nè. Đối diện thì sẽ là một lô đất trống luôn. Lô đất này là trung tâm thương mại của của khu đô thị Hà Quang 1 nha mọi người. Và ở đây thì khá là yên tĩnh. Và mọi người muốn tìm cho mình một cái không gian mà yên tĩnh mà di chuyển về biển chỉ mất hơn 2km thôi. Và hướng này di chuyển ra tầm hơn 300m là sẽ tới đường Vành Đai 2 nha mọi người. Và ở trong khu vực này thì sẽ có hai cái công viên cũng khá là mát luôn. Ở đây giờ Vân thấy nhà nào cũng bắt cam nè. Đó. Và đây là cái nhà mà ngày hôm nay Vân giới thiệu nha mọi người.
một. Ở tầng 1 thì gia chủ thiết kế 3 phòng ngủ. Phòng ngủ bên này thì sẽ có phòng vệ sinh bên trong. Con sẽ quay lướt qua thân nghe mọi người. Bên này sẽ là một phòng vệ chung, vệ sinh chung nè. Ở ngoài, ở trong này sẽ là một phòng ngủ. Con sẽ quay lướt qua cho mọi người thôi, tại vì gia chủ đang ở nên là cũng hạn chế. Đây, một phòng ngủ và có cửa sổ ban công ra bên kia luôn nghe mọi người. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi lên trên tầng tầng 2. Tầng 2 là sẽ có một phòng ngủ nữa. Và phía trước sẽ là phòng thờ nha mọi người. Đây cũng là một phòng vệ sinh chung nè. Bên này sẽ là không gian phòng thờ của gia đình. Ở đây mình sẽ quay trước cái cửa này, mình thấy được cái khoảng xa đất trống ở dưới nha mọi người. Rồi anh sẽ đi qua bên tiếp tục cho mọi người thấy rõ nữa ha. Khoảng này là chỗ để đồ, bên kia là một phòng ngủ nha mọi người. Con cũng quay lướt thôi. Bây giờ bạn sẽ tiếp tục lên phần trên cao nhất. Ở trên cao nhất sẽ là hai sân thượng. Một sân thượng thì gia chủ thờ một tượng mẹ. Một bên sân đây. Bên này sẽ là khu vực phơi đồ. Đây. Phơi đồ đây. Bên phía trước thì cô chú có một cái sân thượng khá là lớn luôn, cộng thêm nhìn được toàn cảnh. Vân đang đứng trên phần phần tâm của căn nhà này và mình có thể thấy nhìn vào bên phía tay phải của Vân đó là một cái công viên này Vân nói và di chuyển hơn 500 mét thì cái trục đường ở kia sẽ là trục đường vành đai 2 và đây và cái cầu quảng trường này mọi người đấy đó, đường vành đai 2 nó sẽ có một cái trục đường để di chuyển ra đường vành đai và di chuyển xuống khu vực Bình Tân cũng như là khu vực cảng sân bay là mình đi ra đó mọi người đó, để bằng giùm to nha. Đó đó là sân quán trường. Bên này là cái chỗ nãy Văn có đứng nè, đó ngay ngã ba giao nhau vô giữa đường số 9 và đường 29 gọi là đường Anh Đức. Và một khúc phía ngoài kia những mình thấy những cái tòa nhà cao đó là khu vực biển nha mọi người, Nha Trang. Nên là bây giờ 2 giờ rưỡi và 3 giờ kém, nhưng mà tuy là hơi nắng một tí nhưng mà vẫn có gió mát. Và đây là nguyên một cái khoảng đất trống, đó là sẽ là trung tâm thương mại của khu đô thị Hà Quang 1. Đây, công mình muốn đi có công viên và cái khu vui, cái địa điểm để cái các bé hoặc là mọi người có thể đi thể dục thể thao thì di chuyển đi bộ lên một xíu đây. Và tại cái sân thượng này thì gia chủ có thờ mẹ Quan Âm nha mọi người. Đây, ở trên thì có bồn nước nóng cũng như là đặt những cái cục nóng ở đây. Với giá của ngôi nhà này sẽ là 6 tỷ tư còn thương lượng nha mọi người. Quý cô chú anh chị còn có nhu cầu muốn đi xem thì hãy liên hệ với em Văn nhà phố.